Ống cần này, ống này ống 26 nhá. Mình đặt loại ống dày 2 ly. Thì bên mình đã nâng cấp lên mẫu đầu bò chống quấn cỏ. Nó sẽ sát sạt luôn, nó sẽ không có cái khe này. Rồi, bên mình còn nâng cấp lên một cái chi tiết kỳ đáng tiền mà gần như là không có các loại cần mềm ba lô nào có trên thị trường hiện nay, đó chính là một cái mâm cúc nhôm. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video để bánh mì sơn. Hôm nay thì chúng tôi về rất nhiều hàng. Các bạn có thể thấy con cảnh hàng về rất nhiều. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái mặt hàng mà bên mình về và có một số cái nâng cấp cải tiến hơn so với những cái mẫu cũ, đặc biệt luôn là bộ cần mềm. Bộ cần mềm thì anh em biết rồi, chuyên để chuyển đổi từ cần cứng sang cần mềm ba lô đeo lưng, rất là tiện dụng. Xin mời anh em bên mình về khoảng tầm 200 bộ thôi, không quá nhiều. Và mình sẽ cập nhật những cái thay đổi để cho các bạn nắm được rõ hơn trước khi mua hàng. Về cái phần giá đeo thì nó vẫn giữ cái thiết kế cũ. Bên mình vẫn giữ cái loại tốt là giá đeo. Đây gọi là giá đeo giá cao. Có những phần đệm hõm lưng này, hõm ở những cái bên hông, rất là dày dặn, êm ái, vừa thoáng khí nữa, để giúp các bạn vận hành máy nó được nhẹ nhàng hơn. Đối với những cái ghế dáng cao như thế này thì giá nó sẽ đắt hơn rất rất nhiều so với ghế dáng ngắn. Nếu mà các bạn không tin thì các bạn có thể search lên mạng những cái ghế dáng cao này bán bao nhiêu tiền là biết. Thứ hai nữa là phần dây đeo của phần ghế dáng cao này thì cũng có những cái lớp mút xốp ở bên trong rất là dày dặn, giúp cho các bạn đeo vào vai nó cũng sẽ êm ái hơn. Ngoài ra thì bên hai cái dây đeo này nó sẽ có phần kết nối. Đây, các bạn thấy không? Nó sẽ có phần kết nối để các bạn chốt, để nó giữ ở cả bên bụng của chúng ta nữa. Đây là cái phần ghế dây đeo. Đó chính là một cái trong những cái lý do mà cái bộ ghế, bộ cần mềm của Điện máy Vinh Sơn bán thì luôn luôn được các bác luôn luôn tin dùng và cháy hàng hơn. Ngoài ra thì trên cái bộ cần mềm này nó sẽ có một cái pad kết nối. Pad kết nối này nó sẽ gắn vào phần động cơ. Động cơ sẽ bắt vào bốn cái vị trí ốc bắt côn này này. Do đó thì cái ghế cao này của bên mình có thể lắp được cho tất cả các loại máy TG53, IE46, rồi là Husqvarna 541, 543 Reload đều lắp được hết. Các bạn cứ bắt bốn vị trí hoặc tất cả các loại máy 330. Nhiều ý kiến, nhiều khách hàng gọi điện đến Điện máy Vinh Sơn là đang sử dụng những cái máy cắt cỏ 330, 430, muốn chuyển đổi từ cần cứng sang cần mềm có được không, thì tất cả đều lắp được nhá. Lắp rất thuận tiện. Phụ kiện theo thì có cái gì nhỉ? Có một cái màng chắn loại lớn giúp các bạn sử dụng an toàn hơn. Chất liệu rất là dày nhá, cực kỳ dày luôn. Đây. Cực kỳ dày. Sẽ an toàn hơn này. Có phần tay nắm vào ống cần, có can đong xăng. Can đong xăng này loại chất lượng tốt nhé. Anh em nhìn thấy loại hai nắp không? Đấy, nó có thể rút ra, các bạn quay lại như thế này. Như thế này là các bạn đổ xăng vào nó sẽ không bị rớt, không bị rơi ra. Chất liệu cực kỳ đẹp nhé. Đấy, tất cả những cái linh kiện này, phụ kiện này bên mình đều nâng cấp để làm sao cho khách hàng có những cái trải nghiệm tốt nhất với sản phẩm. Có một cái bát côn này. Rồi, cáp mềm này. Đây là phần đoạn cần cứng này. Đoạn cần cứng này thì tay ga bóp có chỉnh này. Tay ga bóp nhé. Đây, các bạn dị hạm xuống là bóp được thôi. Đấy, cái này là tay ga bóp này. Đây là phần trong ti này. Ống cần này, ống này ống 26 nhé. Mình đặt loại ống dày 2 ly. Đặc biệt luôn thì các bạn có thể để ý cái phần đầu bò này. Thì bên mình đã nâng cấp lên mẫu đầu bò chống quấn cỏ. Được chưa? Bò chống quấn cỏ. Chống quấn cỏ thì nó sẽ có một cái đệm theo như thế này để cho nó sát luôn này. Các bạn thấy không? Khi mà các bạn lắp vào này, nó sẽ sát sạt luôn, nó sẽ không có cái khe này và nó sẽ không bị cỏ nó quấn vào. Đấy gọi là chống quấn cỏ. Cái này bản chất thực tế cũng chả phải là quấn chống quấn cỏ mà nó kín thôi, nó kín như thế này để cho cỏ nó không vào được cái khe này. Và khi các bạn vặn chạy với tốc độ cao ấy, nó sẽ không bị quấn vào, thế thôi. Và cái này cái phần chốt xoay thì nó sẽ ở đây, ở vị trí này. Đẹp nhờ, loại này loại tốt đấy, các bạn nhìn thấy rất là dày dặn. Đây, lòng của nó rất là sâu. Anh em lưu ý nhá, nếu mà các bạn dùng dao thì dùng loại chén này, còn không dùng dao thì không dùng chén này nhá. Rồi, bên mình còn nâng cấp lên một cái chi tiết kỳ đáng tiền mà gần như là không có các loại cần mềm ba lô nào có trên thị trường hiện nay, đó chính là một cái mâm cước nhôm. Mâm cước này thì cái bản mâm cước nó rất là rộng. Đây, chất liệu đây nhá, các bạn nhìn này. Nó làm cái phần lòng rất là rộng để cho các bạn có thể luồn được cước nhiều bên trong. Nó có bốn trích ra, bốn cái lỗ ra. Các bạn muốn trích ra lỗ nào thì ra. Đây ví dụ như các bạn đẩy ra ở vị trí này hoặc đẩy ra ở vị trí này. Đấy là những cái nâng cấp rất là đáng tiền ở bộ cần mềm này. Số lượng thì bên mình về rất là nhiều. Các bạn cứ tưởng tượng là một thùng này đóng được hai bộ giá, một thùng này đóng hai bộ giá. Ngoài ra thì bên mình có về những cái gì nữa nhỉ? Về dây đeo Reload. Dây đeo này thì đang được bán trên thị trường rất là nhiều, tạo lên một cái trend mới. Dây đeo Reload này thì anh em để ý nhé, thương hiệu Reload của Điện máy Vinh Sơn này. Chúng tôi có laser lên cái vị trí này nữa này. Mức độ hoàn thiện cực kỳ cao cấp. Đây, cái phần dây đeo này nó sẽ là một miếng đệm dài từ trên xuống dưới. Rất dài, không xô dịch, không xê dịch. Nhìn nó đã khác biệt rồi đúng không?
Rồi các bạn để ý cái phần khóa này, nhìn cũng đã chất chưa? Khóa nhìn rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Rồi các bạn để ý phần móc, phần đệm, cái đệm này cực kỳ dày. Móc này, móc chất lượng nhỉ, cực kỳ chất lượng. Đấy. Bên mình có hai màu nhá, màu cam này, đây là màu xanh này. Đấy, anh em muốn mua màu nào thì mua thôi, thích màu nào thì lấy màu đấy thôi, chất lượng như nhau. Đấy, cũng dây đeo Redot, bên mình lấy hai màu về để cho các bạn có đa dạng sự lựa chọn hơn. Rồi, ngoài ra thì có thêm cả bộ lắp xích lắp máy mài nữa, cũng của Redot. Quay qua như thế này để cho anh em nắm được thông tin, nếu anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ với Mỹ Sơn nhá. Với số lượng lớn như thế này, bên mình làm việc trực tiếp với bên nhà máy. Bất kỳ có một cái yêu cầu nào hợp lý của khách hàng, chỉ cần gửi cho bên mình thôi thì bên mình sẽ thay đổi làm sao để cho khách hàng có những sản phẩm chất lượng tốt nhất mà giá cả nó hợp lý nhất. Tất cả những sản phẩm thương hiệu Redot đã được khẳng định rồi. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.